Chào các bạn. Hôm nay chương trình livestream vào buổi sáng thứ bảy. Buổi sáng rất là sớm, bây giờ mới có 7 giờ và bão đang tiến vào Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng bởi những cái từ Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, ảnh hưởng đến Vũng Tàu nữa. Và ngày hôm nay nghe nói là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chiều nay hoặc tối nay sẽ mưa rất là nhiều, sẽ mưa rất là lớn. Đó. Hôm nay cái chủ đề livestream nó liên quan đến một cái góc độ rất là quan trọng là chúng ta kết nối, liên quan tới cái sự kết nối, càng có khả năng kết nối tốt, thì cái khả năng chúng ta chạm với cuộc sống nó nhanh gọn và lẹ hơn, chúng ta chạm với khách hàng nó tốt hơn, chúng ta chạm với nhân viên nó tuyệt vời hơn. Và chương trình livestream cũng mới bắt đầu và hôm nay nhanh thôi, khoảng 30 phút thôi. Bởi vì mình còn có lớp nữa. Chút xíu 9 giờ mình có lớp nghệ thuật đàm phán và đòi nợ. Đây là một lớp rất là tuyệt vời. Ồ, tuyệt vời, chào Kỳ Nam. Em lại lên bên kênh YouTube tuyệt vời. Chào bạn Trần Tú Anh, tuyệt vời. Chúng ta hãy tiếp tục kết nối và theo dõi cái livestream đặc biệt này. Các bạn giới thiệu về các bạn để mình biết các bạn, những người xem livestream biết các bạn, giới thiệu lên trên comment luôn. Giới thiệu họ tên là gì, mình kinh doanh cái gì, mình làm ở lĩnh vực gì, mình đang ở cái địa phương nào, khu vực nào, tỉnh thành nào hoặc là ở quốc gia nào để chúng ta cùng nhau kết nối và tương tác với nhau. Chào bạn Lê Nguyễn, tuyệt vời. Để chúng ta cùng nhau biết và tương tác với nhau. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để mình biết các bạn, để sau đó mình kết nối với các bạn, mình làm quen với các bạn. Và bây giờ chương trình của chúng ta bắt đầu. Tại sao chúng ta phải kết nối nhau? Tại sao chúng ta phải kết nối nhau trong các cái hội nhóm, trong các cái trong những cái khóa học, trong những cái chương trình mình có dịp đi. Chào bạn Tiến Đạt Tiến, chào bạn Lo Nguyễn Thùy. Ok, tuyệt vời, rất là vui là các bạn bên YouTube các bạn giới thiệu về rất là nhiều. Chào bạn Đỗ Phúc Cường, các bạn trên Facebook, tuyệt vời. Thì khi như thế nào thì khi qua các cái hội nhóm đó thì mọi người hay có cái động thái gì, bắt tay nhau, làm quen với nhau, kết nối với nhau. Cái hành động đó nó rất là hay các bạn. Cái hành động đó, tức là cái hành động mà chúng ta chạm tay nhau như vậy này. Chào bạn Hồng Tuyền. Cái động mà chúng ta bắt tay, chúng ta chạm nhau này, cái hành động nó rất là ý nghĩa. Vì sao nó ý nghĩa các bạn? Nó giúp con người chúng ta kết nối với nhau. Nó giúp con người chúng ta kết nối nhau. Kết nối rất là tuyệt vời. Thầy ơi, sáng nay gửi cho em 10 cuốn Ai là triệu phú nha thầy. 10 cuốn Ai là triệu phú, 10 cuốn vượt biển lớn cho em Thủy nha, Thủy Thủy Lê đúng không? Gửi cho em 10 cuốn Thủy Lê, vượt biển lớn. Các bạn, cái hành động nó hay lắm. Cái hành động mà chúng ta cùng nhau nè, rời khỏi chỗ ngồi cho mình và chúng ta đi gặp từng người và chúng ta bắt tay một cách rất là nhẹ nhàng, rất là ấm áp. Cái điều đó nó ý nghĩa, nó ý nghĩa, nó tạo ra một cái sự kết nối, nó tạo ra sự kết nối, nó tạo ra sự kết nối, cái năng lượng con người của dư nhau. Có những chương trình thì cái người mà lãnh đạo của cái chương trình đó, họ yêu cầu mọi người mà không những là bắt tay nhau mà phải trao cho nhau một cái ôm, trao nhau một một ôm rất là chân tình các bạn thấy không? Thì mỗi người rời ra khỏi cái vị trí của mình và tất cả cùng nhau trao nhau cho nhau một cái ôm đó, một 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 cái ôm rất là chân thật với nhau. Thì cái ôm đó nó tạo ra cái gì ạ? Nó tạo ra cái sự kết nối, nó tạo ra cái trái tim chúng ta chạm nhau, nó tạo ra cái sự tình cảm chúng ta chạm nhau. Vậy thì hôm nay tại sao mình nói các bạn đến những cái việc này? Các bạn thấy khi mà một người chúng ta không quen biết mà chúng ta có cơ hội, chúng ta đứng, chúng ta bắt tay lại với nhau, chúng ta có cơ hội, chúng ta được ôm với nhau nó như vậy, thì các bạn thấy tự nhiên cái tình người nó gần liền. Mọi cái khoảng cách, mọi cái việc khác đó, nó tự tránh xa liền. Ok Thủy Lê ơi, sáng nay sẽ gửi qua cho em. Mình sẽ báo với Dương Châu, sẽ gửi qua cho em liền ngay trong sáng nay. Nó tạo ra cái sự gắn bó và kết nối nó rất là tuyệt vời. Cái đơn giản nó như vậy thôi, chỉ cần chạm nhau một cái, chỉ cần bắt tay nhau một cái, ánh mắt chạm nhau một cái, ôm nhau một cái,
gắn bó thì tự nhiên nó tạo ra một cái sự liên kết và cái sự gần gũi, cái sự gắn bó. Mình dành tình cảm cho nhau, mình dành cái sự yêu thương cho nhau, mình dành cái sự thông cảm cho nhau, mình dành cái gì ạ, những cái điều tuyệt vời cho nhau. Nó đơn giản nó như vậy thôi. Nó cái sự kết nối ở đây nó không có cái gì là ghê gớm, nó không có gì là cao siêu hết. Tuy nhiên trong cái thế giới ngày hôm nay, trong cái xã hội ngày hôm nay, thì cái sự kết nối của chúng ta nó gặp những cái thách thức rất là lớn. Thách thức gì ạ? Đặc biệt là trong thế giới smartphone. Các bạn thấy bây giờ là mỗi người một smartphone, mỗi người cầm một cái điện thoại thông minh, và trong cái điện thoại thông minh đó nó có nhiều cái thú quá, và mọi người đều dán vào cái màn hình đó, mọi người đều dán vào cái màn hình đó. Trong các lớp học mà mình mới thấy là mọi người rất là bận rộn với cái điện thoại của mình. Ở trên lớp mình thấy mình đứng mình nói, còn mọi người ở dưới thì cứ ôm cái điện thoại chát nhắn tin nội gì trên cái Facebook á. Và trong lớp học thì còn đỡ, trong lớp học thì mình thấy còn đỡ, còn hơn nữa là mọi người, mình thấy mọi người như thế nào ? Ở trong nhà với nhau á, ở trong nhà, trong gia đình với nhau á, mỗi người ôm một smartphone. Ba ôm một smartphone, mẹ ôm một cái smartphone, con ôm smartphone, là mỗi người tự chơi với cái điện thoại của mình thôi, tự kết nối đúng với cái điện thoại của mình thôi, và chả tương tác với ai xung quanh hết. Và trong các cái hội nhóm gặp bạn bè với nhau thì vui lắm, cùng nhau ra quán cà phê, cùng nhau ngồi ở một cái điểm nào đó, và một đoàn ngồi với nhau và mỗi người ôm một cái smartphone và mỗi người đều nói chuyện cái smartphone. Vậy cái điều đó nó nói là gì? Trong cái thế giới ngày hôm nay, khi mà nó công nghệ nó càng phát triển lên thì mọi người như thế nào? Mọi người ít gì ? Ít kết nối với nhau qua cái yếu tố cảm xúc. Họ bị cái điện thoại, bị cái máy tính, bị cái laptop chặn cái cảm xúc của họ lại. Và cái điều đó là điều mà không tốt chút xíu nào. Cái điều đó là không tốt chút xíu nào. Họ dùng hàng giờ trên smartphone, họ dùng hàng giờ để họ chat trên Facebook, họ dùng hàng giờ để họ online trên YouTube, mà họ không dùng những cái thời gian đó để gì để ngồi nói chuyện với đứa con của mình, ngồi nói chuyện với những người thân yêu của mình, ngồi tương tác, kết nối, trò chuyện sâu hơn, ok chưa, với khách hàng của mình, với nhân viên của mình. Thậm chí họ điều khiển nhân viên của mình qua điện thoại di động, họ điều khiển nhân viên của mình qua một cái tin nhắn, qua một cái inbox Facebook, thậm chí họ chẳng thèm gặp nhân viên luôn. Thì các bạn thấy những cái hành vi đó nó bỏ đi một cái sức mạnh, nó bỏ đi một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh đó người ta gọi là quan tâm đến nhau, chăm chút cho nhau, kết nối với nhau, làm việc với nhau, gắn kết với nhau. Và thế là nó thiếu đi một cái tình cảm, cái tình người, nó thiếu vô cùng luôn. Bởi vì họ không ý thức ra được rằng cái sự kết nối với nhau bằng cái bắt tay với nhau, bằng cái ôm của nhau, bằng cái ngồi nói chuyện thật sự với nhau, không bị cái smartphone, cái điều đó nó sẽ giúp cho bạn đưa cái cảm xúc của bạn, đưa cái tình cảm của bạn, đưa cái con người của bạn lên một cái tầm cao mới hơn. Họ không nhìn nhận ra cái vấn đề đó. Và cái lý do mà trong các cái chương trình của mình luôn yêu cầu mọi người là phải kết nối với nhau, kết nối qua bắt tay, mình yêu cầu mọi người bắt tay liên tục, mình yêu cầu mọi người high five với nhau liên tục, mình yêu cầu mọi người cùng nhau vỗ vai với nhau liên tục. Và bạn nào đó mà đã tham dự 2 ngày thôi, mới ngày hôm kia thôi, 2 ngày cái chương trình Literacy Bootcamp ở Vũng Tàu, và 2 ngày đó mọi người tách biệt với cái thế giới smartphone, mọi người cùng ngồi với nhau, cùng hợp tác với nhau, cùng tính toán chiến lược với nhau, cùng chơi với nhau, cùng liên kết với nhau, thì tất cả mọi người họ thân thiết và họ
yêu quý và họ gắn bó với nhau. Và cái điều đó mới là cái điều nó mang ý nghĩa trong cuộc sống. Cái ý nghĩa trong cuộc sống là chúng ta được kết nối và tiếp xúc với nhau, chứ không phải công nghệ là điều tốt. Mình không nói các bạn là không dùng công nghệ, mình không nói cái điều đó, chưa bao giờ mình nói các bạn. Không những mình khuyến khích các bạn dùng về công nghệ nữa, mình không có phán xét các bạn là các bạn suốt ngày bạn ôm smartphone, cái điều đó mình hoàn toàn không nói đến. Mình chỉ nói đến ở đây là chúng ta phải biết sử dụng cái sức mạnh của sự cân bằng. Biết cái giây phút nào mình cần dùng điện thoại để mình làm việc, mình cần dùng laptop để mình làm việc, nhưng mà giây phút nào mình cần hợp với nhau, mình cần nói chuyện với nhau, mình cần gặp với nhau một. Có những cái khái niệm, những con người mà họ cứ nói rằng là họ không cần khách hàng gặp họ, họ không cần khách hàng tương tác với họ, chỉ qua công nghệ hết. Cái điều đó nó thiếu đi cái yếu tố con người. Có người với nhau là có nhu cầu kết nối và tương tác với nhau. Có người với nhau là có nhu cầu cần gặp nhau, cần chia sẻ, cần bắt tay nhau, cần trao dồi những cái ôm, cần tâm sự. Đó là bản năng của con người mà. Nếu con người mà chúng ta mất đi những yếu tố đó, chúng ta trở thành cái máy, cái con robot tức khắc. Chúng ta chả khác robot cái gì hết. Và con cái của chúng ta cũng vậy. Nó rất là cần những buổi nói chuyện với ba mẹ. Nó rất cần ba mẹ tâm sự chia sẻ với nó, chứ không phải là ba mẹ mọi thứ quăng cái smartphone cho con, chat smartphone cho con, nói chuyện với con smartphone, là không phải. Cái đứa con nó có cái nhu cầu đó, nó có nhu cầu được ba mẹ nói chuyện, nó có nhu cầu được ba mẹ dẫn dắt, nó có nhu cầu được ba mẹ ôm ấp nó có nhu cầu được ba mẹ gấp cho nó miếng ăn, lột cho nó từng mình từng trái chuối, nó có nhu cầu là ba mẹ cầm cái ly nước lên và đưa vào miệng con. Nó có nhu cầu là ba mẹ cần phải gì cần phải cởi ra cái áo cho con, mặc đồ vào cho con. Các bạn dùng chưa, cái đó là con cái chúng ta nó có cái nhu cầu đó. Con người cái đó là cái nhu cầu, cái bản năng con người, và cái đó là sức mạnh của con người. Cái đó là sức mạnh của con người, các bạn phải cảm nhận ra cái điều đó. Cái điều này là không bàn cãi rồi. Và nếu ai đó chúng ta có được cái ý thức, chúng ta có được ý thức, một chút ý thức đó thôi, về cái sự con người chúng ta cần phải xây dựng kết nối với những người chung quanh mình. Những người chung quanh mình là ai? Là gia đình của mình, là bạn bè của mình, là khách hàng của mình, là đối tác của mình. Chúng ta có cái nhu cầu tương tác, cái nói tình cảm, cái nói những người chung quanh, thì các bạn sẽ thấy rằng cái cuộc sống của bạn đó nó sẽ khác biệt và nó sẽ ý nghĩa liền. Nó hoàn toàn khác biệt và ý nghĩa ngay. Chắc chắn một điều nó là như vậy. Chỉ thì những gì hồi nãy giờ mình chia sẻ qua live stream này, thì các bạn có nhận ra được cái bài học gì không? Hồi nãy giờ mình không thấy các bạn comment xuống. Các bạn comment xuống. Các bạn comment xuống thì như thế nào? Mình sẽ thấy những cái bài học của bạn, cái comment của bạn, mình như thế nào? Mình lại lửa hơn, mình lại nhiệt huyết hơn, mình lại năng lượng hơn để mình chia sẻ cho các bạn. Ok, mình dừng lại, mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm nhân dân B-Training. Cái chữ B-Training ở đây mình ghi ngược ở trên cái máy này. Cái khoa học vườn ươm doanh nhân B-Training này các bạn thấy không ạ? Cái khoa học nổi tiếng của mình là làm chủ doanh nghiệp và cái cách chúng ta sở hữu doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cho đây là cái địa chỉ của B-Training. Cái địa chỉ chủ website btraining.org. Đây là cái địa chỉ 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái số điện thoại hotline là 0937939598. Mình là tác giả của những quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Các bạn nào mà không có tiền, không biết cách khởi nghiệp, các bạn nào đã khởi nghiệp thất bại, thì các bạn hãy chọn đọc cái quyển sách này. Cái quyển sách thứ hai là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mỗi ngày một chút. Và ở đây mình chia sẻ 101 bài học mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Rất là vui là rất là nhiều bạn độc giả trên khắp mọi miền đất nước, họ đọc cái quyển sách này, họ nói quá quá hay, quá tuyệt vời cái quyển sách gối đầu giường của họ. Cái quyển sách thứ ba là quyển Bán Hàng Online Ngay. Hiện tại thì cái quyển sách này chưa về tới, đã xin giấy phép rồi, đang nằm ở nhà in, đang điều chỉnh một số cái. Quyển sách này khoảng nửa tháng nữa thì sách sẽ về tới và sẽ
Bắt đầu gọi cho các bạn. Bây giờ các bạn đặt hàng được rồi. Quyển sách thứ tư là quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì dịch ra bằng tiếng nước ngoài, và hiện tại thì đang bán ở thị trường Amazon. Bạn nào mà đang theo livestream này và các bạn mua hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, nó đang có sẵn, thì các bạn chỉ comment số điện thoại, sách sẽ được gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000 free ship cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần số điện thoại thôi, các bạn cũng không cần phải chuyển tiền trước. Cái người mà giao sách sẽ giao trên khắp mọi miền đất nước, ở đâu, khu vực nào, vùng miền nào, sách cũng đến hết. Và các bạn sẽ ưu tiên được vào một cái group đó là cái group bí mật, chỉ những người có sách mới được vào cái group đó. Những ai không có sách không bao giờ được vào cái group đó hết. Và các bạn sẽ được gì? Sẽ được mình chia sẻ chuyên sâu hơn, nơi sâu hơn. Chào bạn Lê Hậu. Ok, mình không có kế hoạch chia sẻ ở Hà Nội đâu em. Cái chương trình của mình thì mình thành lập nó đã được 9 năm rồi. Trung tâm B-Training là một trong những trung tâm cực kỳ nổi tiếng ở Sài Gòn này. Tuy nhiên mình không có kế hoạch ra Hà Nội, bởi vì hãy làm tốt ở một cái khu vực nào đó, chạy lang bang mà làm không tốt thì không ok. Công việc ở Hà Nội, cái công việc thành phố Hồ Chí Minh thì lớp gần như là full hết, hàng tuần lớp rất là full, lớp nào cũng kín hết, nên là mình chưa có ra Hà Nội. Các bạn ở Hà Nội muốn, các bạn ở các tỉnh muốn thì các bạn chạy về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn muốn học cái lớp làm chủ doanh nghiệp qua online thì các bạn inbox cho mình, mình sẽ đưa các bạn vào một group để mình đào tạo bằng online, bằng những hàng đêm mình sẽ đào tạo cho các bạn mấy buổi đó, và dĩ nhiên nó có học phí. Trước tiên là các bạn nào ở xa mà không chạy về thành phố Hồ Chí Minh học được thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống, thì các bạn sẽ đưa vào group, lúc đó các bạn hoàn tất thủ tục học phí thì sẽ được học. Chút xíu nữa thôi, sau khi mà livestream này xong thì mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có 2 ngày cho cái lớp bằng nghệ thuật đàm phán và đòi nợ trong kinh doanh, và hai cái lớp này là dành cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Ok, mình đã kết thúc cái chương trình quảng cáo, bây giờ mình đi tiếp. Thì hồi nãy mình nói với các bạn cái ý nghĩa của cái việc kết nối, nó hay không thể tưởng tượng được. Cái công nghệ ngày hôm nay chúng ta có smartphone, chúng ta có Facebook, chúng ta có YouTube, chúng ta có email .. Điều đó rất cảm ơn thế giới đã tạo ra những cái công nghệ rất là tuyệt vời này. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Điều đó hoàn toàn là không đủ. Chúng ta đừng có lạm dụng công nghệ. Chúng ta đừng có nói chuyện với bạn bè mình mọi thứ qua công nghệ, mà chúng ta cần phải gặp nhau, cần một cái bắt tay với nhau, cần một cái trao cho nhau cái ôm. Các bạn có cảm nhận ra điều nào không ạ? Càng cả chúng ta ngồi nói chuyện sâu sát với nhau, chúng ta càng ngồi với nhau để ăn uống với nhau một cái gì đó, để chăm sóc cho nhau, để quan tâm tới nhau, thì lúc đó cái tình cảm của người nó lên một cái tầng cao mới. Mình kể các bạn một cái câu chuyện này là các bạn sẽ nhận ra. Vừa rồi có một bạn làm kinh doanh, dĩ nhiên văn phòng bạn ở Sài Gòn, mọi thứ bạn ở Sài Gòn hết, và khách hàng bạn ở khắp mọi miền đất nước này. Và sau khi bạn nghe mình chia sẻ, bạn quyết định bạn bỏ ra nửa tháng trời, và bạn bay ra Hà Nội, bạn đi những cái tỉnh phía Bắc, bạn đến trực tiếp những người khách hàng hồi giờ lấy hàng cho bạn á, hồi giờ lấy hàng của bạn á, mà nhiều dĩ nhiên là không có thời gian để đi thăm khách hàng từ A tới Z, nhưng mà trong khả năng của mình cứ làm cái gì có thể, bạn đi gặp những người khách hàng mà lấy lại hàng bạn số lượng lớn đó, bạn đi gặp. Thực sự là bạn ra kinh doanh cho tới giờ đã 5 năm mà chưa bao giờ bạn gặp những người khách hàng đó. Những người đó chỉ nói chuyện qua điện thoại, chỉ chat với bạn bao phút thôi. Và bây giờ bạn quyết định bạn đi ra thăm từng người, và bạn nói rất là xúc động. Và bạn đi về bạn mới thấy là đúng là bạn có lỗi quá. Bạn nói rất là xúc động, đi tới thăm từng nhà, từng con người đó. Bạn nói rằng là ai họ cũng hiếu khách hết, rồi họ chia sẻ, rồi họ góp ý, rồi thấy ra được cái cách làm, mình hiểu hơn, mình thông cảm hơn, tình người với nhau mà. Nên là mình nói là chúng ta không có lạm dụng công nghệ. Các bạn thấy qua livestream này, mình biết bạn, bạn biết mình, điều đó tốt, cái đó không bàn cãi. Nhưng mà chúng ta đừng cứ quá lạm dụng để mà điều khiển nhân viên qua điện thoại, điều khiển con cái qua điện thoại,
mà không có thời gian dành cho nhau, ngồi với nhau, chạm với nhau, tiếp xúc với nhau, với đồng nghiệp của mình, với người thân yêu của mình, với khách hàng của mình. Bạn chỉ làm một điều đơn giản nó như vậy thôi, mà nói các bạn chỉ làm một điều đơn giản nó như vậy thôi thì khách hàng sẽ quý bạn, nhân viên họ sẽ quý bạn, họ sẽ quý bạn nhiều lắm. Họ sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới liền. Vì tất cả con người khác họ không làm được cái việc này, họ thiếu đi cái sự kết nối bằng cảm xúc. Mình muốn nói cái từ vậy đó. Nó rất là, nó tạo ra sức mạnh đó. Thì cái buổi livestream đây mình livestream ngắn gọn nó như vậy thôi. Mình muốn gửi đến các bạn một cái từ khóa là chúng ta hãy bằng cách nào đó kết nối những người thân yêu của chúng ta, khách hàng của chúng ta, nhân viên của chúng ta, đối tác của chúng ta bằng cái gì ạ? Bằng cảm xúc chứ không phải là bằng công nghệ. Công nghệ là chắc chắn rồi, công nghệ là tốt rồi, không bàn cãi. Nhưng hãy cố gắng nâng tầm kết nối cao hơn, đó là kết nối bằng cảm xúc với nhau, bằng cái bắt tay với nhau, bằng cách nói chuyện với nhau, bằng ánh mắt với nhau, bằng cách ngồi với nhau, quan tâm với nhau, chăm sóc cho nhau, và bạn sẽ trở nên khác biệt với tất cả những con người còn lại. Cảm ơn bạn Lộc Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Nguyễn Thắm. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream buổi sáng hôm nay. Bởi vì sau khi livestream này mình phải đi đứng lớp rồi, mình lớp tới 2 ngày. Và mình rảnh thì mình sẽ livestream tiếp. Cảm ơn các bạn nhiều. Nó là mình thì cái lịch mình rất là kín, mình rảnh lúc nào mình livestream lúc đó. Nên các bạn cần phải đăng ký, các bạn trên Facebook thì các bạn phải đăng ký cái chức năng livestream của mình á, để khi mà livestream thì nó bật cho các bạn không đăng ký thì làm sao các bạn biết được. Các bạn bên YouTube cũng vậy, các bạn hãy đăng ký subscribe mình để khi có livestream thì chúng ta cùng nhau biết nhau. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một hai ngày cuối tuần rất là ý nghĩa. Chúng ta sẽ gặp lại sau.